Hút mỡ bụng nghe có vẻ là một phép màu cho những ai đang mong muốn giảm cân nhanh chóng đúng không? Nhưng liệu hút mỡ bụng có phải là cách để bạn giảm cân thực sự hay không? Thì hãy cùng bác sĩ tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước tiên thì chúng ta cần phải hiểu rõ một điều, hút mỡ bụng không phải là một phương pháp giảm cân. Thay vào đó, đó là một phương pháp thẩm mỹ để loại bỏ lượng mỡ của bộ ở vùng khó giảm, ví dụ như là vùng bụng, vùng đùi, vùng cánh tay, vùng lọn cằm. Đúng là sau khi hút mỡ bụng xong thì bạn sẽ thấy hiệu quả ngay. Vùng bụng thì được thon gọn hơn, thon thả hơn. Nhưng thực tế là lượng cân của bạn mất đi có thể không nhiều như bạn nghĩ nhé. Hút mỡ chỉ giúp cho bạn loại bỏ lượng mỡ nhất định, không phải toàn bộ lượng mỡ thừa trong cơ thể của mình. Nếu bạn nghĩ rằng mình giảm được 10kg xong là hút mỡ bụng thì điều đó là hoàn toàn sai lầm. Và đây là điều bạn cần phải chú ý, nếu sau khi hút mỡ bụng xong bạn không thay đổi lối sống thì cái lượng mỡ hoàn toàn của bạn sẽ phải quay trở lại, và đôi khi ở những vùng khác cũng có thể tăng lên ngoài vùng bụng. Vậy giải pháp lâu dài là gì và kết quả hút mỡ bụng với mỗi chế độ ăn uống khoa học, tập luyện thường xuyên và lối sống duy trì lành mạnh, đó mới là một trong những cách để giữ cho các bạn có một cái dáng đẹp và sức khỏe mạnh và có sức khỏe thực sự. Tóm lại, hút mỡ bụng không phải là một công cụ giảm cân toàn diện, nó chỉ là một bước hỗ trợ cho các bạn đạt được cái thân hình như ý, nhưng bạn mới là người quyết định duy trì kết quả đó. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Các bạn nên nhớ rằng cơ thể đẹp không phải chỉ dựa vào công nghệ mà còn nằm ở chính thói quen cũng như là quyết tâm của các bạn. Tạm biệt các bạn.